mua nick Free Fire lên quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái khu vực đấu luyện của phiên bản OB19 nha mọi người ơi. Hiện tại thì anh em đang ở cái khu vực phía dưới của cái map đấu luyện anh em. Đơn giản thôi, thì đây nó sẽ là cái bản đồ để dành riêng cho anh em luyện tập luôn. Ok nè mọi người. Nói chung là về cái đồ họa phiên bản OB19 nó rất là thật luôn. Nó rất là 3D, nó rất là đẹp luôn anh em ơi. Kẹo là kẹo, không có gì để chê ở trong cái phiên bản OB19 cả. Mỗi tội là đang còn một số lỗi thì chắc chắn là nhà phát hành sẽ sớm fix lỗi, cũng như là đưa ra cái bản cập nhật OB19 để cho anh em toàn server có thể là trải nghiệm được nha mọi người. Hiện tại thì mình là một trong những streamer được test ở bên cái server test Indonesia anh em. Đó, ok. Cái khu vực đấu luyện anh em có thể là thỏa sức gọi là bơi lội chạy nhảy các kiểu luôn anh em. Ở cái khu vực này anh em có thể là thoải mái tha hồ mà ngắm cảnh, không lo bị giới hạn thời gian như ở cái đảo chờ nha mọi người. Và đảo đây, đảo đấu luyện đây, nó rất là rộng luôn mọi người. Ok, tương đối rộng cho anh em tha hồ khám phá nha. Bây giờ là mình sẽ qua đây xíu cơ nào mọi người ơi. Đây đây, nhảy lốp xe chơi xíu này. Đó. Ui, anh em ơi, nhảy không tới. Nhảy không tới thì chịu thôi vậy. Đây, bây giờ là mình sẽ lên phía trên này anh em ơi. Lên cầu thang nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đó là trường tập bắn nha mọi người. Ok ok, vào đây nhá. Ok, tham gia đảo huấn luyện đây. Xác nhận luôn nè. Được rồi, hiện tại thì mình đang ở cái đảo huấn luyện. Ở đây anh em có thể là lựa chọn rất là nhiều những cái loại súng anh em ơi. Và ở đây thì anh em có thể là lựa chọn được hai vũ khí chính và một vũ khí phụ. Thì mình sẽ sử dụng cái combo MP40 với lại A-Dub nha anh em ơi. Ok, A-Dub hay còn gọi là AWM. Được rồi, bên này chúng ta sẽ có thêm những cái phụ kiện cần thiết. Ok, A-Dub thì chơi với giảm thanh. Ngoài ra thì sẽ lựa thêm một số những cái trang bị súng nữa. Đó, ok. Anh em ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ mọi người? Thì ở đây nó là cái trường tập bắn, anh em lựa chọn đầy đủ phụ kiện. À, có lẽ như là mình lấy đồ hơi thừa. À, thừa một cái bắn súng level 3. Ok ok. Bên này thì anh em có thể là mua thêm tục thương này, bộ sửa chữa này anh em này. Đó. Nói chung là rất là nhiều đồ đạc để cho anh em có thể là lựa chọn cũng như là test luôn nha mọi người ơi. Ok này. Và đây rồi anh em ơi, trong này nó sẽ là cái khu vực để cho anh em tập bắn nha. Ok, ống ngắm X8. Ui dồi ôi, bắn bia rất là chuẩn luôn anh em. Nào nào. Đây nè, đậu xanh này. Ok, với phiên bản mới đồ họa cực đẹp luôn, nó hiện rõ đường đạn luôn anh em ơi. Đường đạn A-Dub sẽ là đường đạn kiểu cảm giác như là khói anh em ơi, rất đẹp luôn nha. Đó, anh em tha hồ test với những cái phát bắn cũng như là test với nhiều loại súng khác nhau. Ok luôn, ngon lành cảnh đào anh em ạ. Nói chung là rất là phê luôn. Mình đã mong chờ cái khu vực tập bắn này từ rất là lâu rồi, nhưng phải đến OB19 thì game Free Fire của chúng ta mới ra mắt cái tính năng này anh em ơi. Với cái tính năng này thì anh em có thể là luyện tập với những cái khẩu súng mới được đưa vào trong game luôn. Phải nói là nó rất là hay luôn anh em ơi, luyện tập bắn bia luôn này. Đây là luyện tập trong cái trường tập bắn anh em ơi. Ngoài ra thì lát nữa thì kẹo cũng sẽ chỉ thêm cho anh em. Đó là các bạn có thể là ra phía ngoài và chúng ta sẽ đấu luyện trực tiếp luôn anh em. Bây giờ là bắn thêm một vài viên nữa cơ nào anh em. Ten ten. Nói chung là anh em test thoải mái luôn. Đó, rất phê anh em. Ôi bắn hụt rồi. Lại nào. Ui dồi ôi, thi thoảng mới hụt một phát thôi anh em ơi. Không thể nào mà hụt mãi được đâu. Cái đậu xanh này bắn mấy cái bia ở xa anh em sẽ tập được cái khả năng ngắm bắn nó chuẩn xác hơn anh em. Nào nào. Đậu xanh này phê quá luôn anh em ơi. Ôi phê quá, xá là phê luôn anh em. Tầm này thì các bạn có thể là ra phía ngoài này cái đã. Ngoài này thì có 3 cái bia, à đâu, có 4 cái bia nó sẽ đứng yên và không có di chuyển. Anh em tập bắn vào những cái mục tiêu như là đây, đó, ở đâu đây. Ok, đó, anh em cứ tập bắn vào đầu thôi thì sẽ nâng cao cái kỹ năng gọi là kéo tâm vút tâm của anh em luôn. Dương kẹo là kẹo khá là thích cái khu vực đấu luyện này anh em ơi. Không biết anh em có cảm nghĩ như nào thì các bạn có thể là comment ngay bên dưới video để cho chúng ta cùng thảo luận nha anh em ơi. Rất phê anh em ạ. Ok luôn, rất tuyệt vời luôn. Và bây giờ khi mà anh em qua cái khu vực xanh này thì anh em sẽ đến với đấu luyện trực tiếp, tham gia vào cái vùng giao tranh luôn anh em. Ok. Ở đây thì các bạn cũng sẽ được thi đấu với những cái bạn mà tham gia đấu luyện trực tiếp luôn nha anh em ơi. Đó. Nhưng mà có cái anh em sẽ được hồi sinh liên tục luôn anh em. Đó. Là cái chỗ để anh em tham gia đấu luyện khá là phê này.
khá là thú vị luôn anh em. Các bạn là mình đang ở cái server test nên là rất ít người chơi, thế nên là tham gia vào cái vùng giao tranh này. Trong trận này thì lại không có ai cả đó. Nói chung là test sơ qua cho anh em xem về cái địa hình, rồi là những cái công trình của phiên bản mới OB19 về cái vùng giao tranh này nha anh em. Ok, trang bị lựu đạn, ném xương xương này, đó. Mình thấy là công trình của phiên bản OB19 thì thay đổi khá là nhiều so với OB18. Và cái map sa mạc thì cũng đã làm clip review cho anh em, anh em đã xem qua chưa nhỉ? Bây giờ là lượn lờ qua đây xíu coi nào mọi người ơi. Đó, nói chung là cái khu vực trường tập bắn này cũng như là khu vực giao tranh đấu luyện của anh em thì nó cũng chỉ có như thế này thôi. Đó thì anh em chắc là tầm khoảng là 1 đến 2 tuần nữa sẽ có sự xuất hiện của phiên bản OB19 chính thức được ra mắt, thì anh em có thể là trải nghiệm nó nhiều hơn. Ok mọi người. Hello anh em ơi, và đây Kẹo sẽ giới thiệu với anh em thêm một cái chế độ nữa. Đó là chế độ sát đao nha anh em ơi. Nhiệm vụ của anh em sẽ là hạ gục cái con boss samurai giám hộ này. Ui, trông nó kiểu là rất là to luôn. Thì nguồn gốc của con samurai giám hộ này nó sẽ là một cái vị thần để bảo vệ cái đền thờ này nha anh em ơi. Đơn giản là cái cốt truyện của game Free Fire nó sẽ là như vậy. Và cái con samurai giám hộ này nó là cái con Hayato. Đó, chính xác là Hayato trong game Free Fire với khả năng cuồng sát cực kỳ là chất lượng. Thì ok, đối với cái chế độ này thì mỗi lần chết anh em sẽ có được cái cơ hội ngẫu nhiên lựa chọn sang thành một cái khẩu súng khác nhau luôn anh em. Cơ bản là nhiệm vụ của chúng ta sẽ là xem và hạ gục nó thôi. Lên bảng đếm số đi em ơi. Cái đậu xanh nhà nó chứ anh em. Ui, mình lại sợ nó quá cơ. Cái đậu xanh này làm sao đấy? Tính nhảy qua đây à? Nhảy qua đây làm gì vậy hả? Úi dồi ôi, thanh niên cà ve này. Đơn giản là con boss này thì nó cũng khá là dễ bị đánh lừa. Và như anh em có thể thấy là nó tương đối na ná, khá là giống với chế độ thủ zombie, nhưng với một cái map mới cũng như là chỉ có một con boss duy nhất luôn anh em ơi. Mình nghĩ là đối với những phiên bản tiếp theo thì sẽ có những cái chế độ chơi nó thú vị hơn. Và đơn giản là OB19 này với chế độ sát đao samurai giám hộ nó là một cái thứ mà cải tiến từ chế độ thủ zombie anh em ơi. Rất là hay, rất là thú vị. Đây, từ từ coi nào anh em ơi, khi mà bầu trời nó đỏ lên như thế này á, anh em sẽ phải vừa bắn vừa xem là chạy anh em ơi, bởi vì là con Hayato samurai giám hộ này nó đã trở nên nó cuồng sát mạnh mẽ hơn. Đó, cái việc cứu nó thì cũng khó khăn hơn. Cái đậu xanh này, và anh em để ý thanh máu ở bên trên nha anh em ơi, samurai giám hộ đang x4, như vậy là nó có 4 thanh máu. Anh em bắn hết thanh này nó sẽ hiện cái thanh máu khác, và thanh máu màu đỏ sẽ là thanh máu cuối cùng. Khi trừng phạt của con samurai giám hộ đã được bật lên, anh em sẽ phải chạy vào trong này. Ok, chạy vào trong những cái tháp canh anh em. Đó, thì anh em sẽ được bảo vệ an toàn. Ok, sau khi mà nó đã chém xong cái nhát đao xuống đất rồi thì các bạn có thể là đây, đuổi theo nó và dã nó luôn anh em. Đó, tầm này thì anh em sẽ phải là khô máu với nó thì anh em mới có thể là giành chiến thắng trong cái trận đấu này. Đó, trong cái game này. Đậu xanh. Và đơn giản thôi, anh em sẽ hình thành những cái chiêu thức né chiêu của nó này. Ok, trừng phạt diễn ra thì anh em sẽ phải đứng ở trong cái vòng tròn xanh nha anh em. Nếu như mà cả team chết thì các bạn sẽ phải chơi lại với cái khoảng thời gian thì không hề thay đổi, nhưng con samurai giám hộ nó sẽ đầy thanh máu luôn anh em. Cái đậu xanh này làm sao? Úi dồi ôi, anh lại sợ chú quá nhở. Thanh niên rơm rơm này. A đủ. Quê đừng anh ơi, đừng anh ơi. Đừng đuổi theo em chứ, cái đậu xanh này. Làm sao? Thích lên bản điểm số không hả? A đủ, úi dồi ôi làm sao? Trông thì nó hổ báo thế thôi anh em ơi, chứ thực ra là con boss này hơi ngu anh em ơi. Đó, ui anh em ơi, nó lại bật trừng phạt. Thì anh em sẽ lại phải chạy vào trong cái vòng cầu màu xanh bảo vệ nha anh em ơi. Ok, cái đậu xanh này đó, lúc mà nó xả thanh đao xuống đất, nếu như mà anh em ở ngoài thì anh em sẽ chết luôn anh em. Cái đậu xanh này làm sao, càn quét hả? Ui dồi, trông quả thanh đao giật điện trông khủng khiếp thế. Cũng như là nó sẽ hút năng lượng từ những cái trụ này anh em ơi. Thế nên là nhiệm vụ của anh em đó là sẽ phải giã cho nó xanh mộ anh em. Đó, nó càng hút năng lượng từ trụ thì nó sẽ càng mạnh. Đậu xanh trông kiểu người to cao dã man anh em ấy, như mấy ông Tây ấy. Mình là người Việt Nam như này, thanh niên. Đậu xanh trông sợn thật. Đấy, nó lại tiếp tục hút năng lượng từ trụ này. Anh em sẽ phải đứng gần hơn để hạ gục nó dễ hơn. Đậu xanh chạy lẹ. Nói chung là các bạn nào vừa chơi game lại vừa phải cẩn thận nó anh em ấy. Nó mới giã cho cái thanh đao anh em lên bản điểm số luôn chứ lại. Ok, đơn giản là cái thành tích xếp hạng trong chế độ samurai này, đó là anh em sẽ là bạn nào mà bắn được nhiều đam hơn đó thì sẽ xếp ở cái thứ hạng cao hơn. Cái đậu xanh này, những cái lúc nó như thế này là anh em bắn vào đầu nó dễ nhất luôn này. Đậu xanh, ui đừng anh ơi, thế luôn cảm giác của anh em bắn con này nó hơi bị mỏi tay.
Thế nên các bạn có thể là bật chế độ auto nha. Bắn auto nha anh em. Anh em chỉ cần là vuốt và di chuyển cái tâm của súng ok. Lại phải vào trong. Chuẩn bị nha anh em nhá. Hai đứa ngoài đai này. Hai đứa ngoài đai này. Ok luôn anh em thấy chưa? Đấy nên là những cái lúc mà nó bật cái chiêu lên như vậy anh em sẽ phải chạy vào trong cái vòng cầu màu xanh dương nhá. Cái đậu xanh này, đây sẽ là nơi ăn nghỉ cuối cùng. Anh lại sợ chú quá cơ. Anh cho chú ăn nghỉ nha, Samurai giám hộ. Úi dồi ôi, đừng tưởng anh sợ chú nha. Cái đậu xanh thằng này, bây giờ là nó chỉ còn lại nửa thanh máu thôi anh em ơi. Sắp lên chầu trời rồi. Đây là nơi ăn nghỉ cuối cùng của chú nhá. Đậu xanh này làm sao? Ui, lại trừng phạt hả? Vào trong anh em, dã nó. Lên bảng chưa? Cái đậu xanh này, cho lên bảng này. Úi dồi ôi, làm gì đấy? Làm gì đấy này? Chủ nhân xin hãy tha thứ cho thất bại của tôi. Lên bảng đi. Tha thứ cái gì? Tự sát đi. Người đã phục vụ tốt Hasato này. Đấy anh em thấy chưa? Đã bảo là con này nó là con Hasato đeo mặt nạ mà anh em. Vĩnh biệt đền thờ ánh sáng của tôi. Bye bye. Nó bay đi đâu rồi anh em ơi? Nó tan biến rồi. À bây giờ thì có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.